xin chào mọi người hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở một cái phần ngữ pháp tiếng hoa cơ bản đó là động từ lặp lại tức là động từ trong tiếng hoa dùng ở hình thức lặp lại phần này chúng ta cũng đã gặp à, trong một số các cái video clip trước đây nhưng mà nó chưa có học thành một cái hệ thống à, cùng với những cái lưu ý hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận với nó một cách kỹ lưỡng hơn à, động từ lặp lại trong tiếng hoa đó thì một số động từ có thể dùng dưới cái hình thức lặp lại ngoài việc nó thể hiện cái ý nghĩa gốc của nó trong câu ví dụ như khan hay là xem hay là xưa là ăn hay là chua là làm ví dụ như thế và nó cũng khi nó lặp lại nó cũng còn mang một cái ý nghĩa phụ khác nữa đó là gì tức là biểu thị cái thời gian diễn ra của cái hành động đó, ngắn và nhẹ nhàng hoặc là có thể là thử thôi ví dụ như xưa là thử sư sư khan để tôi thử xem cho là làm cho cho làm thử một chút khan khan xem thử một chút ví dụ vậy như vậy nhắc lại trong tiếng hoa có một số động từ có thể dùng dưới hình thức lặp lại ngoài việc nó thể hiện cái ý nghĩa trong câu nó còn mang một cái ý nghĩa phụ khác đó là biểu thị cái thời gian diễn ra của cái hành động đó là khá ngắn nhẹ nhàng hoặc là làm thử thôi À, thứ nhất chúng ta khảo sát về động từ đơn âm tiết tức là động từ mà nó chỉ có một âm độc thôi thì gọi là động từ đơn âm tiết tức là nó có một chữ thôi đó và cái hành động đó là ở hiện tại hay là trong tương lai à, khi mà cái hành động đó diễn ra ở hiện tại hoặc là trong tương lai thì ví dụ như là a thì nó sẽ lặp lại là a a là ví dụ như khan thì sẽ là khan khan hoặc là a xong rồi y chữ y là một với rồi a nữa như vậy là nếu là động từ gốc của nó là khan thì bên kia nó sẽ là khan dĩ khan khan gì khan từ y nghe nó đọc nhẹ thôi khan gì khan thì có nghĩa là xem một chút xem xem một chút và khi cái động từ đơn âm tiết đó mà nó dùng ở cái dạng là đã hoàn thành rồi tức là mình chỉ cái việc gì đó của ngày hôm qua ngày hôm kia gì đó thì chúng ta À, lặp lại với cái từ lơ nằm ở giữa Ví dụ khan thì chúng ta phải là khan lờ khan Ví dụ hiện tại khan khan thì là xem Nhưng mà ví dụ ngày hôm qua tôi mang cái quyển sách đến Tôi tặng cho thầy tôi Thầy tôi xem qua một chút rồi nói à, Quyển sách này rất hay Ví dụ vậy Thì kể lại quá khứ Là ngày hôm qua thầy có xem sơ qua Xem qua một chút Thì nói là Chỗ thiên lò sư khan lờ khan à, Không có nói là lào sư khan khan hay là khan gì khan Lào sư khan lờ khan Số so, thầy đã xem một chút và nói trình bình số hẳn dụ y xưa hay là trình bình số thỉnh hộ rồi chúng ta nhắc lại là hành động đã xảy ra tức là đã hoàn thành rồi thì chúng ta thêm từ lơ vào giữa ở trong cái hình thức lặp lại như vậy nha kế tiếp nữa là cái động từ mà hai âm tiết tức là động từ mà nó có hai âm đọc trở lên thì hành động ở hiện tại hay là trong tương lai á thì chúng ta sẽ là ab ab ví dụ xẻ sỉ thì lặp lại sẽ là lặp lại sẽ là xé xí xé xỉ xé xí không có nói là xé xé sĩ sĩ, không nói như vậy mà nói là xé xí xé và nó không có nói là xé xỉ ý xé sĩ luôn tức là ý là một mà giống như ở hình thức trên đó ở đây nó không có nói nó chỉ nói xé xí xé xỉ thôi ừ. nếu xé sĩ -si không thì là học còn xé xí xé thì là học một chút à, học một chút còn cái hành động mà ở dạng đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ thêm l vào ở giữa như vậy xé xỉ l xé xỉ thì được xé xỉ l xé xỉ hoặc xé xỉ là học xé xỉ l xé xỉ tức là học một chút bây giờ chúng ta khảo sát các cái ví dụ nè ví dụ một tha yuan yuan de yuan là xa yuan yuan de xiang wo zhao zhao shou Thái Nguyên sổ, anh ấy từ rất xa, từ ở chỗ rất là xa, xen <laughs> là hướng về tôi rồi trao trao sổ so. như vậy là anh ấy đã vẫy tay chào tôi từ ở ở chỗ rất xa, rồi xồ qua là và đi qua luôn chứ không có ghé lại. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu nè, trao trao sổ so, tức là chỉ cái thời gian mà vẫy tay là rất ngắn. Thái Nguyên doanh xiang trao trao sổ. 走过去了. Cũng có thể nói là tha duyên ta sang qua trao trao sổ qua chi là đi qua luôn ví dụ 2, sang xin ten, tức là sang cơ chủ nhật tuần trước của trai gia khan là khan số đang nói về quá khứ cho nên là lặp lại nó có từ lơ tức là đang nói cái việc đã hoàn thành rồi á cho nên có từ lơ ở giữa của trai gia khan là khan tôi ở nhà xem sách một chút Mấy cái <laughs> mơ không có làm gì hết. Mấy cái <laughs> mơ. Chúng ta cùng đọc lại nha. Sang xin sĩ thiên. Ở trái Đó là hai ví dụ cho động từ đơn âm tiết lặp lại. Ở trên là mình đang nói ở hiện tại cho cho sổ. Còn ở dưới là nói lại cái việc đã hoàn thành rồi của cái tuần trước, chủ nhật tuần trước. Cho nên là khan là khan xuống Kế tiếp chúng ta khảo sát ví dụ 3. thá dỗ tiền lê là thá dỗ tiền lê là anh ấy hơi mệt rồi dỗ tiền lê là chúng ta cũng có thể nói là lê y tiền lê y tiền cũng được thá dỗ tiền lê là anh ấy hơi mệt rồi rang thá siêu si siêu si bà rang thá siêu si siêu si bà rang là để để anh ấy nghỉ ngơi một chút đi à, siêu si siêu si nghỉ ngơi một chút và chúng ta lưu ý là Uh, nó không có thể thêm từ ý vào đó, không có nói là xíu xì, y xíu xì, xíu xì xíu xì thôi là được rồi. Để nấy nghỉ ngơi một chút đi, biểu thị sự nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Và ví dụ 4, Trời trên mọi y太小, trời trên mọi y太小, cái chiếc áo len này nhỏ quá, nhỏ quá. Wǒ xiǎng shì yì shì nà jiàn, wǒ xiǎng shì yì shì nà jiàn, hoặc là wǒ xiǎng shì shì nà jiàn. Tôi muốn thử cái chiếc kia một chút Tôi muốn thử chiếc kia một chút Rồi ngay chỗ giữa Cái động từ mình có thể đưa từ ý vào cũng được Vậy thôi Biểu thị cái việc làm gì đó thử Kế tiếp chúng ta có những cái lưu ý Động từ dùng ở dạng lặp lại Chỉ có thể biểu thị cái hành vi hoạt động đó à, Thứ nhất là thường xuyên xảy ra Hoặc là đã xảy ra Hoặc là sắp xảy ra như vậy chúng ta nhớ nha là nó biểu thị các cái hoạt động, các cái hành vi gì đó là Một là thường xuyên xảy ra như vậy Hai là đã xảy ra Ba là sắp xảy ra Như vậy cái câu nói nè Tha lại tờ sửa hồ khi anh ấy đến Tha lại tờ sửa hồ Wo trân khan khan po nè trân khan khan po nè à, Khi anh ấy đến thì tôi đang xem báo đấy Là câu này là câu nói không có đúng, câu sai Vì trân đây là biểu thị cái hành động đang diễn ra và cái hình thức của câu này là không biểu thị cho cái hành động đang diễn ra. Là chúng ta lưu ý vậy nha. Kế tiếp chúng ta có cái lưu ý thứ hai, chỉ có hai loại động từ là có thể dùng ở cái dạng lặp lại này thôi. Đó là những cái từ mà chỉ các cái động tác hành vi của bản thân mình, ví dụ như khan là xem nè, thiên là nghe nè, so số so là nói nè, vân vân và các cái động từ chỉ hoạt động tích cực của tư duy ví dụ như là suy nghĩ nè cân nhắc nè vân vân các cái loại động từ khác thì không thể dùng với cái dạng lặp lại này được chúng ta lưu ý như vậy và thứ ba là động từ hai âm tiết không thể dùng dưới cái dạng ab rồi ý ab như hồi nãy mình vẫn nói như vậy chúng ta không có nói là lẻo chè ý lẻo chè tìm hiểu một chút có thể nói là lẻo chè ý xe thì được lẻo chè ý xe thì được chứ không nói là lẻo chè ý lẻo chè không được và thứ tư là sao các động từ lặp lại không thể có bổ ngữ như là bổ ngữ chỉ kết quả và bổ ngữ chỉ số lượng chẳng hạn không thể có được chúng ta xem dưới nha chúng ta không thể nói là tha trao tha trao trao dĩ xa sổ so". à, trao trao có nghĩa là trao dĩ xa rồi dĩ xa là bổ ngữ chỉ số lượng mà sao động từ lặp lại thì không thể có bổ ngữ chỉ số lượng được. Và nếu câu này chúng ta nói thì chúng ta cũng cảm thấy là nó thừa. Vì trao trao có nghĩa là trao dĩ xa rồi vẫy tay một chút rồi. Bây giờ chúng ta còn nói là trao trao dĩ xa sổ, so", tức là bị dư. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần động từ lặp lại. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì có thể trao đổi với chúng tôi qua phần comment của YouTube. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.